Hình như lúc nghèo khó gắn bó nhau, lúc giàu có hình như tiền của anh tiền của tôi phải dễ chia tay vì thiếu gắn kết trong gia đình thưa phụ huynh. Mà gắn kết khi đã có đứa con, quan trọng nhất vẫn là đứa con. Hình như đâu đó vì một đứa con mà chồng vợ giận nhau thì không đồng quan điểm. Cho nên sáng hôm nay bước vào hội trường mà thấy được 20-30% những ông bố đang ngồi trong hội trường, tôi cảm thấy rất vui. Bởi vì thường lớn lên một chút đi học phụ huynh là trách nhiệm của ba. Tôi bận lắm, tôi kiếm tiền, tôi làm đủ thứ, tôi quan hệ xã hội. Tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ với bạn bè vì quan hệ, chứ còn đi học phụ huynh thì không đi. Con trai, con về thăm nhà đi. Con đã nói mẹ con không thích, khi nào thích con sẽ về. Thích hay không thích con cũng phải về. Vì bố con đã qua đời rồi con biết không? Không tin vào lỗ tai của mình, như một luồng điện chảy trong người, kêu cô thư ký vô, bàn giao công việc xong, cậu lái xe trở về. Trên đường lái xe trở về, ký ức ngày còn nhỏ trỗi dậy như một cuốn phim. Cậu nhớ ngày còn nhỏ, bố đi làm về, ông ấy hay mua quà cho cậu. Ông làm bữa cho cậu còn vòng vòng quanh nhà. Cuối tuần, ông rất bận, nhưng vẫn dẫn cậu đi công viên. Muốn gì cũng có, xin gì cũng cho. Những lúc mà không được, cậu đọc vào người bố thình thình như vậy. Ông ấy chỉ nghiêm mặt lại không phê bình. Ông chờ 2-3 ngày sau, mời cậu ngồi trước mặt. Ông phê bình cái hành động của cậu, không phê bình con người của cậu. Nghĩ tới đó mà nước mắt cậu cứ chảy. Trở về nhà, tháp tùng đoàn người đưa tang vô. Từ nghĩa trang trở về, nhớ tới cảnh đứng trên sân khấu với chị phát món quà, nếu có thấy bố khóc và lòng mình hả nê, tự nhiên còn xấu hổ quá. Bỏ chiếc xe hơi chạy vào mở cửa phòng ra, căn phòng rất sạch, chứng tỏ mẹ còn dọn dẹp thường xuyên. Món quà năm xưa cùng nằm dưới đất, cậu run rẩy cúi xuống nhặt nó lên. Thưa phụ huynh, đó đúng là cuốn sách tựa của nó là Dạy con làm người. Run rẩy dở từng trang sách ra. Ở giữa trang sách, tặng con trai một tấm séc 200.000 đô, tương ứng với chiếc xe hơi nguyên trần. Nhưng trước khi lái chiếc xe hơi, xin cô hãy đọc hết cuốn sách này nghe cô. Bên dưới là lá thư viết nguyện quà của cô. Con trai yêu quý của cô, hôm nay là ngày tồi tệ của cô. Vừa bước vào cơ quan, có một hộp đột xuất và bố không phải là người chủ trì. Ngồi hộp đây mà lòng bố như thiêu đốt. Bố mong cuộc họp kết thúc ngay lập tức để bố đến chúc mừng cô. Bố yêu cô nhiều lắm. Cầm cuốn sách, đi từng bước tới bàn thờ của bố. Nhìn cái di ảnh bố, cậu nói trong nước mắt, cô ngàn lần xin lỗi bố, cô ngàn lần xin lỗi bố. Tôi từng hỏi ở trường này, bao nhiêu bạn đã vô tình hay cố ý làm cho bố cho mẹ các bạn tổn thương một chuyện gì đó, xin hãy đưa tay. 98% đưa tay. Tôi hỏi bao nhiêu bạn tới bây giờ còn giận bố hay giận mẹ một chuyện gì chưa thể tha thứ được hay không thể tha thứ được. Ít nhất là 50 cánh tay của trường này trước Tết năm vừa rồi đưa tay lên. Các bạn hỏi bây giờ rất kỹ, vì là cái rốn của vũ trụ, toàn bộ tình cảm ông bà dành cho các cậu dần dần lớn lên một chút, ngang bướng, lớn một chút nữa, nổi loạn thương vũ. Vì ích kỷ ngang bướng nổi loạn, cho nên cậu ấy đã trả giá cho tình cảm gia đình như vậy. Cuối tuần trẻ nói, mẹ ơi, con đi vô trường cho hoạt động một chút nha mẹ, xin phụ huynh ủng hộ. Mùa hè cũng đi, chiến dịch hoa phượng đỏ cho mẹ, đi cẩn thận nha con. Mẹ ơi, con và các bạn đi tình nguyện, đây, mẹ cho con 20 ngàn, mẹ con có thể tham gia duy cốt thêm. Thưa phụ huynh là những trải nghiệm tinh thần đó, xin hãy ủng hộ. Đừng bao giờ khi con có lỗi mới mang con tới một trung tâm huấn luyện. Khi đó, đã quá trẻ thưa phụ huynh, đã quá trẻ. Hãy nhắc với các bạn nhỏ rằng là chỉ có hai hạng người thôi không thành công. Đó là người nghĩ mà không làm, người làm mà không suy nghĩ. Nỗi sáng hôm nay thôi, bỏ ra gần 2 tiếng đồng hồ tới đây, tốn nhiều thời gian. Xin phụ huynh hãy suy nghĩ thêm để giúp cho các bạn nhỏ thành công. Bởi vì bây giờ không chỉ tiền mà là giải pháp, là động viên, là đọc sách, là trải nghiệm, là mùa hè cũng tham gia tình nguyện, là đi về quê giúp mẹ chuyện này nha, là một chân sai vặt của mẹ trong bếp, chứ không phải cái gì mẹ cũng làm cho phụ huynh. Lao động để trẻ thành công.